Phần tiếp theo trong cái session về cấp cứu hô hấp nhi ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày quý vị đồng nghiệp về một cái phương pháp kỹ thuật điều trị hô hấp mới mà đang là rất là hot, đặc biệt trong thời đại Covid, đó là thở oxy lưu lượng cao ở trẻ em. Thì chúng ta cũng xin nhắc lại một số điểm. Đã biết rằng oxy chúng ta đã sử dụng trong điều trị siêu hấp từ rất là lâu rồi. Mà thường bệnh nhân ban đầu tiên hồi xưa là thử cannula mũi, rồi về sau chúng ta sử dụng cannula mũi. Mà khi mà sử dụng catheter hay cannula mũi mà bệnh nhân không bớt, cần phải ép vô cao cao hơn, thì có hai cách. Một là thở oxy qua mask hoặc là nội khí quản. Rồi sau đó chúng ta có thở CPAP. Và ở tại Hoa Kỳ đó thì từ năm 1987 cũng lâu rồi, người ta đã phát hiện một phương pháp điều trị oxygen ấm và ẩm với lưu lượng cao tới tối đa là 20 lít một phút cho bệnh nhân cystic fibrosis. Đó thì nó giúp đẩy ống suất đàm từ đường hấp dưới, và kể từ đó tới giờ thì người ta đã nảy sinh ra một cái trường phái, một kỹ thuật mới gọi là thở oxy lưu lượng cao. Đó, thì có một số vị trưởng giả thì trưởng trưởng lão trưởng bối ấy, thì gọi là thở oxy lưu dòng cao, flow. Nhưng mà tuy nhiên theo danh pháp của Bộ Y tế bây giờ thì gọi là thở oxy lưu lượng cao, thì chúng ta sử dụng theo danh pháp của Bộ Y tế mà viết tắt bây giờ cái tên phổ biến HFNC, nói theo tiếng Việt quá mình á. Thì đối với trẻ em á, thì thật ra thì cái chỗ đối tượng đầu tiên người ta sử dụng đó là trẻ sanh non, như biện pháp thể thể CPAP. Đã biết cái sanh non là một cái vấn nạn, đó là siêu hấp thoáng qua trẻ sơ sinh hoặc là bệnh màng trong thì vai trò CPAP, thì HFMC coi như một phương pháp để thay thế CPAP. Và hiện thời thì vấn đề mà trẻ em mà sử dụng CPAP HFMC nó gia tăng rõ rệt, mà đặc biệt là ở trẻ em đó là trong bệnh viêm tiểu phế quản. Và trong suốt 10 năm gần đây người ta thấy rằng HFMC phát triển rất mạnh mà sử dụng trong cái lâm sàng, và nhất là trong khoảng 2 năm nay khi mà đại dịch Covid-19 lên thì bây giờ HFMC được quan tâm dữ lắm, đang là một hot, đang một cái trend. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ rất rất nhiều nơi có máy HFMC, mà theo đánh giá của các chuyên gia của bên phòng chống dịch đó, đi giám sát nhiều nơi thì dường như chúng ta cũng chưa sử dụng hết công suất nhiều cái máy HFMC, thì được cho dữ lắm mà vẫn còn trùng mền. Rồi sắp tới về Covid thì đương nhiên là sử dụng Covid thì đương nhiên rồi, mà khi dịch bệnh Covid nó đang dần dần rút lui, ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh một ngày chỉ còn có 98 ca mới thôi, dần dần nó trở thành bệnh đặc hữu. Thì khi chẳng lẽ bây giờ Covid rút hết rồi chúng ta tiếp tục trùm mền cái máy HFNC, mà anh ta quên mất rằng cái HFNC nó cần có thể sử dụng được trong nhiều bệnh lý khác nhau chứ không chỉ là Covid. Là bác sĩ theo đánh giá của các chuyên gia thì bác sĩ lâm sàng chúng ta phải cập nhật các kiến thức mới nhất về HFMC, và đây là xu hướng trên thế giới. Quý vị đồng nghiệp thấy rằng đây theo theo lịch sử chẳng hạn ở bên Hoa Kỳ từ năm 97 đến 1997 tới bây giờ, người ta thấy rằng từ năm khoảng năm 2000 trở đi đó, sau năm 2000 khi kỹ thuật HFMC đã ngày càng được phát hiện và ngày càng sử dụng ngày càng nhiều. Song song đó thì thở CPAP nó vẫn mức độ ổn định, và có lẽ nhờ CPAP và nhờ HFNC cái số trẻ được thở máy nó có xu hướng nó giảm rõ rệt, là đây là xu hướng. Và cái trend này không phải chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy. Chẳng hạn sau một khảo sát ở 114 bệnh viện Hoa Kỳ thấy toàn bộ các khoa hồi sức bây giờ đều được trang bị HFNC không à, ra bác sĩ hô hấp bây giờ phải biết HFNC chứ không phải chỉ biết CPAP hay thở máy không, không? Thành ra đặc biệt là 1/3 bệnh nhân viêm tiểu quản là được sử dụng HFMC. Và bệnh viêm tiểu quản là bệnh hàng đầu ở trẻ em dưới 2 tuổi nhập viện đó. Là vì vậy chúng ta cần phải nắm về cái kỹ thuật này. Vậy thì HFMC là gì? Đó là một phương thức hỗ trợ hô hấp hiệu quả dùng nạp tốt để cung cấp cho bệnh nhân một hỗn hợp khí có nồng độ oxygen mà mình mong muốn được làm ấm và làm ẩm đầy đủ cho bệnh nhân qua cannula mũi. Đó chính là cầu nối giữa oxy trị liệu mà lưu lượng thấp như qua cannula hoặc catheter ta quen thuộc và thở CPAP hay thở không khí không xâm lấn khác. Và người ta thấy rằng nếu mà mình sử dụng đúng đúng lúc cái HFMC này, nó thể giúp cho bệnh nhân giảm được nhu cầu thở CPAP và đặt nội quản thở máy trong một số tình huống lâm sàng. Và đây cái sơ đồ để chúng ta thấy chuyện đó. Trước tiên thì bệnh nhân siêu hấp, trước đây mình thở oxy qua cannula, nặng nữa thở CPAP qua mask,
nặng nửa thở CPAP và nặng nửa là thở máy, thì ngày nay HNLC nó chui vào chính giữa như thế. Và một hình ảnh khác, đây là một sơ đồ điều trị hô hấp hiện trước đây. Chúng ta thấy thở lưu đường thấp, lưu đường cao qua mát chẳng hạn, thở máy không xâm lấn, và khi bệnh nhân bớt thì mình cũng theo đi chiều ngược lại, thì HNLC ngày nay cái vị trí chỗ đó trong trường hợp mà bệnh nhân tăng siêu hấp lên và khi mà mình cài cái thở máy mà có tính chất xâm lấn thì mình cái vị trí HNLC ở vị trí đó. Vậy thì HNLC là gì, lưu dòng cao là gì? Hiện thời trên thế giới chưa có một định nghĩa thống nhất về cái như thế nào gọi là thở oxy lưu dòng cao hay lưu lượng cao, mà theo người ta thống nhất như thế này: ở sơ sinh gọi là thở lưu dòng cao nếu thở từ 2 lít một phút trở lên, ở trẻ lớn là 46 lít một phút, và theo cân nặng đó là 1 lít 1 ký một phút thì gọi là lưu dòng cao. Vậy thì mình nói tới RC, vậy thì nó có những cái điểm nào, nó hoạt động ra sao mà mình có thể mình tin cậy và mình sử dụng nó được? Thành ra mình phải nói một chút về cơ chế HNLC. Thì tụ tung cái sơ đồ là rất là đơn giản để chúng ta thấy rằng thở HNLC nó mang lợi ích gì cho bệnh nhân. Cái lợi ích này từ việc mình cho bệnh nhân thở một lượng khí hít vào với cái độ ẩm mà tối ưu, nó giúp cho bệnh nhân thanh thải đờm được tốt, bệnh nhân dung nạp được dễ hơn. Và lợi ích nó có thể đến từ thở lưu lượng cao, nó giúp cải thiện được cái tình trạng cung cấp oxy một cách hiệu quả, nó giúp cho rẩy rửa sạch những khoảng chất sinh lý của bệnh nhân, giải phân chất giải phẫu của bệnh nhân, cũng như là lợi ích từ cái áp lực mà độ CPAP mức độ thấp đó. Thì một cái mẹo khác để người ta dễ nhớ nữa đó là sự high flow, tức lưu đường cao. Thì đây là tên viết đầu của những cái lợi ích của nó mà di đồng nghiệp có thể nhớ cách đơn giản là như thế. Vấn đề chúng ta khảo sát một số ý tưởng. Thứ nhất là lợi ích gì mà mang lại cho bệnh nhân từ cái việc thở lưu lượng cao. Thở lưu lượng cao thì đương nhiên đáp ứng được nhu cầu bệnh nhân khi bệnh nhân cần phải thở FiO2 cao hơn. Đương nhiên, có thể tới 100%. Vấn đề thứ hai, nó nhờ lưu lượng cao, nó sẽ tránh được cái hiện tượng mà thoa loãng oxy với là khí trời. Thật ra mình cho bệnh nhân thở vậy đó, nhưng mà do pha loãng khí trời ra FiO2 mà bệnh nhân nhận thật sự nó không đúng như mà được kỳ vọng. Rồi, cái với cái này thì bệnh nhân dung nạp và tuân thủ tốt, nó cũng làm tăng thể tích khí thận chức năng và rửa sạch các khoáng chất. Và đây là một số cái giải thích thêm. Thứ nhất là nhờ cái thở lưu lượng cao như thế, nó làm cải thiện cái tối ưu thanh thải đạm của bệnh nhân. Rồi, nó cung cấp oxy hiệu quả do chúng ta thở oxy lượng cao, thành ra vì vậy nó giảm thiểu cái lượng không khí mà phòng mà bệnh nhân hít vào khi lưu lượng thấp như thế này, và giảm pha loãng oxy và của bệnh nhân cũng như bảo đảm được độ ẩm. Vấn đề nữa là nó rửa sạch khoáng chất giải phẫu do thở lượng cao như thế. Đây, với lưu lượng cao, lưu dòng cao như thế thì sẽ rửa sạch cái khoáng chất giải phẫu ở vùng màu hồng. Và chẳng những thế thì trên sơ đồ này thì thấy là nó sẽ đẩy được cái lượng, rửa sạch được cái CO2 từ cái đường hấp trên bệnh nhân. Đây, với lưu lượng thấp thì cái khoảng mà CO2 mà màu đỏ đậm thế này, quý vị thấy rằng lưu lượng càng cao thì CO2 được đẩy ra ngoài càng nhiều. Cái lợi ích thứ hai quan trọng nữa mà chúng ta cần phải nắm là lợi ích của từ áp lực. Thì chúng ta thấy rằng với cái lưu lượng mà thở càng cao thì áp lực ở vùng hầu họng, mũi hậu bệnh nhân sẽ ngày càng tăng lên. Và người ta nói rằng đó là hiệu quả này cũng giống như là một hiệu quả của CPAP nhỏ. Ta nhớ đây là hiệu quả giống như CPAP nhưng mà chỉ small, tức là nhỏ thôi. Ra đó chính là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của HNLC mà mình phải nắm để mà điều trị cho bệnh nhân thật sự hiệu quả. Và đây sơ đồ này thấy rằng nếu mà chúng ta tăng lưu lượng càng cao thì áp lực ở vùng hồng của bệnh nhân ngày càng gia tăng. Tuy nhiên tăng của nó là không phải là tăng không chừng mực mà chỉ có giới hạn mà thôi. Chẳng hạn như nếu bệnh nhân thở oxy lưu lượng cao như thế thì áp lực chẳng hạn thứ 2 lít một phút thì áp lực khoảng chừng 2 cm nước thôi. Từ 4 lít thì khoảng chừng 4 và khi là cao hơn nữa thì hơn khoảng chừng 5-6 cm nước thôi. Thật ra vì vậy nói tóm lại với thở HNLC mình cũng có mang được lợi ích từ áp lực dương giống như CPAP, nhưng mà chúng ta điều chúng ta cần phải nhớ là cái lợi ích đó cũng phải vừa phải thôi, vì với cái lưu lượng mà cổ điển mà chúng ta thường sử dụng là 1-2 lít một ký một phút đó, chỉ tạo được áp lực dương khoảng chừng 4-6 cm nước thôi.
ra ngược lại trên thực hành lâm sàng, nếu bệnh nhân chúng ta siêu hấp nào mà cần phải một áp lực cao hơn thì ACTC có lẽ nó không đáp ứng được, mà chúng ta phải trông cậy vào những biện pháp nó hiệu quả hơn, chẳng hạn thở CPAP. Phải lưu ý chuyện đó. Và cái áp lực dương này đương nhiên cũng giống như thở xuyên qua đường mũi, đã phụ thuộc nhiều yếu tố ngoài lưu lượng, còn phụ thuộc vào giải phẫu đường hấp trên, chẳng hạn đứa trẻ vòm thì rất là khó đó. Hoặc là miệng nở hay nóng đó. Chẳng hạn bệnh nhân nó há miệng ra khóc đó, thì áp lực không đủ. Đây là vấn nạn mà ta hay gặp trong vấn đề thở CPAP. Nó khóc lên cái rồi áp lực thoát khí thoát ra ngoài ra, chúng ta cài 6 cm nước chứ chưa chắc bệnh nhân đã nhận được chuyện đó, thì ABC nó cũng bị cái chuyện đó. Nhưng mà một lát chúng ta sẽ thấy rằng cái chuyện này thì nó đối với ABC thì nó khắc phục được hơn, do bệnh nhân dung nạp được tốt. Và vấn đề nữa là chúng ta phải chọn được cỡ cannula mũi nó phải ít nhất là bằng 1/2 cái đường kính mũi, thì như vậy thì mới được đảm bảo được áp lực cho bệnh nhân. Đang ta lưu ý một phần lợi ích nữa, mà cái lợi ích thứ ba đó là lợi ích do bệnh nhân dễ dung nạp. Ở đây thì có rất nhiều hình mà quý vị đồng nghiệp lưu ý tới một chuyện thế này. Thứ nhất là cảm giác bệnh nhân mà cảm giác thấy khó thở đó, khi bệnh nhân thở với lại cái mask, mandatory mask và HFC, thì bệnh nhân thở HFC thì cảm thấy dễ chịu hơn, ít khó thở hơn. Cái hiện tượng khô môi miệng đó, thì bệnh nhân HFC ít hơn, mặc dù thở lưu lượng cao, và tổng quát chung thì bệnh nhân dễ chịu hơn. Nói chung là đối với người lớn và cả trẻ em cũng vậy, khi thở HFNC thì cái bệnh nhân dung nạp rất là tốt, cả người lớn lẫn trẻ em. Và cái bệnh nhân cũng gì nhớ bệnh nhân người Anh số 91, ông nội đó là không, đầu tiên ông thở oxy không chịu mát, không chịu hô hấp thì tính là thở CPAP, mà ông cũng không chịu luôn, thì sở y tế thì đang tính nhờ chúng tôi thời gian đó mượn cái máy HFNC của bệnh viện một chúng tôi mà Úc cho để mang cho ông nội đó thở, mà mai cuối cùng giờ chót thì dụ ông được thở CPAP. Thì bệnh nhân thì rất là dễ chịu. Ngoài ra thì đứa trẻ nó còn cái lợi ích của nó là đây, chẳng hạn như bệnh nhân đây, một trường hợp bệnh nhân của chúng tôi thở HFNC, có gì đồng nghiệp thấy đứa nào mà bệnh viện mà đã có bệnh nhân thở CPAP rồi chị thấy, đặc biệt trong những giờ đầu tiên nó khóc liên tục luôn. Tại thứ nhất là cái cannula mũi nó chống vào lỗ mũi, đứa trẻ nhiều đứa có biến chứng là đau mũi, loét mũi. Hiện thời có một cô điều dưỡng của tôi đang làm thầy thạc sĩ về vấn đề cái biến chứng liên quan tới cái chuyện đó, đó là một. Cái thứ hai nữa là tiếng máy thở nghe xè 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 lớn, rồi bệnh nhân phải bị đặt xong dạ dày vân vân các thứ, nó quấy khóc liên tục luôn trong ngày giờ đầu. Còn bệnh nhân thở ABC thì thấy nằm im re, đứng chung đập rất là dễ. Tóm lại đây là cái sơ đồ này tóm lại những cái vấn đề mà cái chất hàn lâm về cái các lợi ích của HFMC, mọi người đồng nghiệp chúng ta cùng xem lại lần nữa. Tuy nhiên cái kỹ thuật này không phải là không có hạn chế của nó, thành ra mình phải biết đặt nó đúng chỗ của nó, dùng đúng chỗ thì mới có hiệu quả được. Thứ nhất đương nhiên nó phụ thuộc vào máy móc và phụ kiện, mặc dù bây giờ cái máy HFC thì bây giờ nó rẻ hơn thở máy nhiều. Vừa rồi COVID thì các nơi khoái tặng HFC hơn thở máy, tại máy thở cả 100 triệu, trong khi HFNC có vài trăm, máy thở máy thì nhiều khi cả 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 mấy trăm triệu, còn máy HFC khoảng chừng hơn 100 triệu là có rồi, ra nhiều nơi tặng dữ lắm. Mà tuy nhiên cái phụ kiện của nó cũng vậy, chẳng hạn cái cannula, chẳng hạn cannula người lớn thì có đầy, nhưng mà cannula ở trẻ em thì rất là khó kiếm, thành ra đó là cái khó khăn, thành ra chúng ta phải dự trù chuyện đó. Cái thứ nữa là chúng ta đương nhiên thở oxy cao thì đương nhiên tốn kém, và chúng ta lưu ý rằng nó có hiệu quả về về áp lực vân vân các thứ, nhưng cái hiệu quả của nó hạn chế trong ca siêu hấp bệnh nhân nặng quá. Chẳng hạn nếu bệnh nhân đương nhiên các kiểu thở mà không hiệu quả thì đối với CPAP thì cũng vậy, thì không hiệu quả rồi. Hoặc bệnh nhân nào mà có hiện tượng tăng khô hấp dữ quá cần bếp cao, thì theo kinh nghiệm chúng tôi thì thấy là thở HFNC không được, là chúng ta phải lưu ý chuyện đó. Và theo y văn trên thế giới thấy rằng vì đây một kỹ thuật rất là mới, thành ra đòi hỏi khi thở HFC đòi hỏi chúng ta phải có kinh nghiệm và chúng ta phải có lô sạc. Nếu bệnh nhân đang thở HFC mà trở nặng lên thì chúng ta phải làm gì, người ta sẽ rất là chặt chẽ, quý vị đồng nghiệp sẽ thấy trong cái quy trình mà người ta áp dụng trên thế giới. Vậy thì quy trình thở HFNC ở trẻ em nói chung như thế nào,
Chúng tôi nói chung, tại vì không phải chỉ COVID, mà khi COVID ra đi rồi thì đối với viêm phế quản hay những bệnh lý khác chúng ta cũng có quy trình thích hợp của nó. Về chỉ định chung thì đương nhiên là các trường hợp siêu hấp nặng mà không đáp ứng với thở oxy qua cannula mỗi lưu lượng thấp, cần phải thở oxy với lưu lượng nó cao hơn thì chúng ta thở HFNC, chỉ định đơn giản vậy thôi. Từ cái tổng quát gì đó mà các nơi người ta bắt đầu triển khai những chỉ định khác nhau. Chẳng hạn đây là chỉ định lâm sàng của bên Queensland của Úc. Úc là xứ sở của HFMC làm nghiên cứu và triển khai này rất nhiều. Họ sử dụng cái này trong điều trị các viêm tiểu quản, viêm phổi, điều trị siêu hấp ở trẻ nhũ nhi và trẻ em có bệnh phổi mạn. Rồi siêu hấp ở mức độ trung bình đến nặng do nhiễm trùng hô hấp cấp tính, dù thở oxy lượng thấp đó, mà vẫn tiếp tục thiếu oxy máu, SpO2 dưới 92%. Chẳng hạn ở trẻ siêu hấp có biểu hiện tăng nhu cầu hỗ trợ hấp để phòng ngừa tiến triển nặng hơn, và cả trong suy tim ứ huyết thì họ cũng chỉ định cái này. Ra theo Queensland thì họ cụ thể từ cái chỉ định chung là như thế. Chống chỉ định thì do ta thở qua cannula mũi, thành ra nó cũng tuân thủ những chống chỉ định của những trường hợp mà điều trị hỗ trợ hấp qua đường mũi, chẳng hạn tắc nghẽn hô hấp trên, chấn thương sọ mặt, bất thường sọ mặt vân vân thì không được. Và đương nhiên đây này tự thở, đa cần phải bệnh nhân có tự thở có hiệu quả, ngưng thở hay rối loạn tri giác không được. Bệnh nhân cái hiệu quả của nó chỉ chừng mực thôi, thì ta đứa nào nặng quá, siêu hấp nặng, to hấp thì không được. Tràn khí trung thất, màng phổi mà không dẫn lưu thì trong nguyên tắc là chống chỉ định tương đối cũng giống CPAP vậy á. Mà ta dẫn lưu rồi thì chuyện đó không thành vấn đề. Tình trạng tuần hoàn không ổn định thì nó cũng chỉ là tương đối thôi. Về cả cái vấn đề tim bẩm sinh tím thì ta không chỉ định cái trường hợp này. Về các biến chứng thì trong y văn nói là căng dạ dày vì thở oxy lưu lượng cao, mà trên thực tế thấy cũng ít, chèn ép tại chỗ vô cannula, mà cái này cũng ít thì cannula rất là mềm, rất là dễ chịu. Rồi tắc nghẽn, cái này do chất tiết, cái này liên quan chuyện chăm sóc của mình. Và cái tràn khí màng phổi vừa rồi thầy Nguyên có nói trường hợp mà thở COVID bị đứa tràn khí màng phổi, nhưng thực tế y văn cũng nói rất là ít, thì đã nói chung là nó an toàn, biến chứng nó không đáng kể. Vậy thì hệ thống HFMC thì có nhiều công ty khác nhau để mà cung ứng cái này, thì tụ trung nó hệ thống nó như thế này. Thứ nhất nó đương nhiên nó có một bộ trộn khí từ góc oxy và cái nguồn khí bên ngoài ha, để mình có thể điều chỉnh để ép được đường oxy vào bệnh nhân. Rồi có một cái bình nước để mà một túi nước để mà làm ẩm, cung nước cho hệ thống làm ẩm của bệnh nhân. Rồi sau đó có hệ thống dây dẫn tới bệnh nhân. Thì đó là sơ đồ để cụ thể chung là như thế. Đây thì chẳng hạn đây là hệ thống của bệnh nhân, và trong đó chi tiết thì bộ làm dây làm ẩm đây, hệ thống làm ẩm, rồi bộ trộn oxy và một số máy thì có luôn cái điều chỉnh FiO2 bằng cái hệ thống nút bấm như thế này, rất là tiện dụng. Và cái giao diện cannula mũi thì có nhiều cái loại giao diện khác nhau, và người đối trẻ em thì nó có nhiều kích cỡ khác nhau và nhiều hãng họ làm ra những cái màu khác nhau. Chẳng hạn đối với trẻ nhũ nhi chẳng hạn thì làm những ống màu tím, nó sử dụng đây còn sẽ có khuyến cáo theo cân nặng cũng như theo cái tuổi của bệnh nhân cũng như lưu lượng mà chúng ta sẽ làm. Cái này quý vị đồng nghiệp nếu có mua thì người ta chắc chắn sẽ có brochure kèm theo để người ta chọn được cái thích hợp về cả kích cỡ cũng như là cái lưu lượng. Ta lưu ý rằng cái kích cỡ này phải phù hợp, hiệu quả nó chỉ có khi nào canin mũi nó phải chiếm ít nhất 50% cái lỗ mũi bệnh nhân. Ta lưu ý chuyện đó. Rồi vậy thì cái thực hành khi nào bắt đầu thở HFMC, khi bệnh nhân chúng ta thấy có hiện tượng tăng công thở, bắt đầu tăng công thở mà lưu ý tăng quá cũng không được. Cái thứ hai cần oxy liều cao, kém dùng nạp VMAT, và chúng ta nghĩ rằng bệnh nhân này có thể có lợi từ việc làm ẩm tâm hại. Và ta lưu ý đây một kỹ thuật mới, thì ngay cả y văn thế giới hay bên Úc cũng vậy, cũng nhấn mạnh là bác sĩ sử dụng cái này phải có khả năng nhận biết dấu hiệu trở nặng để biết là thở HFMC như vậy đó. Nếu mà thua cái là phải can thiệp ngay, cũng như đánh giá và cải thiện của trẻ và theo dõi sát trong vòng 24 giờ ngày đầu tiên. Và đây là kỹ thuật mới đã đòi hỏi mình rất là nhiều. Về khi mà xử trí thở HFMC thì chúng ta lưu ý là mình không quên vấn đề cơ bản cho bệnh nhân, từ việc đánh giá ban đầu bệnh nhân thế nào, mức độ hỗ trợ hô hấp nguyên nhân, và từ FiO2 đến lưu lượng về vấn đề dinh dưỡng nhân dân. Chẳng hạn như chúng ta cho số cữ ăn nó nhiều lên, một lần ăn ít lại vân vân, tư thế bệnh nhân cũng thế. Về vấn đề quy trình thì hiện thời chưa có quy trình chuẩn hóa thống nhất, đặc biệt về lưu lượng, mà hầu hết
Các khoa nhi thường sử dụng từ 6 đến 8 lít một phút. Ở các nước bên Hoa Kỳ thì họ sử dụng 1 đến 2 lít một ký một phút. Như thế nào là lượng, thế nào phù hợp thì chúng tôi sẽ trao đổi với đồng nghiệp sau. Chẳng hạn cụ thể về đề lưu lượng, theo Wheeler và cộng sự thì nghiên cứu đánh giá về hiệu quả của lưu lượng theo cân nặng ở trẻ dưới 3 tuổi. Thì đương nhiên, thấy mà lưu lượng tăng thì giúp cho đứa trẻ nó bớt gắng sức đi. Và tăng thì không phải là tăng không chừng mực. Người ta thấy rằng, người ta giả là thấy rằng tăng tới lưu lượng 2 lít một ký một phút ở trẻ nhũ nhi là hiệu quả nhất vì nó giúp bệnh nhân giảm gắng sức hô hấp nhiều nhất. Còn nếu mà dưới 2 lít một ký một phút, đặc biệt dưới 1 lít, thì nó không phải lưu lượng điều trị một cách sinh lý. Là lưu lượng là từ 1 đến 2 lít một ký một phút. Theo Mayfield và cộng sự thì đánh giá rằng đánh giá với lưu lượng 2 lít một ký một phút ở trẻ dưới 12 tháng thì thấy rằng với lưu lượng 2 lít một ký một phút thế này cũng có hiệu quả mà không ghi nhận tác dụng phụ. Đây, các hãng đều sẽ có khuyến cáo chúng ta ở mỗi lứa tưởng, mỗi lứa tuổi, mỗi cân nặng, mỗi ca nuôi nuôi mũi khác nhau, người ta sẽ khuyến cáo ta một lưu lượng cụ thể này kèm theo máy cả, và chúng ta có thể áp dụng được. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý có một số yếu tố khiến cho việc lưu lượng mà chúng ta mong muốn nó sẽ bị thay đổi. Thứ nhất là coi mũi, cái cateter mũi đó, cannula mũi đó, nó được bích tắc bao nhiêu phần trăm, ít nhất phải 50%, cái kiểu cannula mũi, khi thở có hiện tượng thất thoát ra miệng hay không, và tình trạng bệnh nhân đương nhiên. Vấn đề mà bệnh nhân hả miệng ra, chúng ta biết rằng đây là cái nhược điểm của những phương pháp điều trị hô hấp qua đường mũi. Khi bệnh nhân hả miệng giống như CPAP vậy thì áp lực bệnh nhân và lưu lượng bệnh nhân sẽ không nhận đầy đủ. Trên sơ đồ này cũng thấy khi bệnh nhân mà hả miệng đóng miệng hoàn toàn thì cái lưu lượng vì áp lực đường thở của bệnh nhân nó sẽ tốt hơn là khi bệnh nhân hả ra. Thành ra vấn đề là làm sao cho bệnh nhân đến cái điều đó, đối với CPAP thì nó khó nhưng mà đối với lại cái thở MNC thì bệnh nhân dung nạp tốt, thành ra người ta ít bị cái xảy ra chuyện này hơn. Dấu chỉ dấu nào để điều trị điểm thành công, đương nhiên ta phải đánh giá toàn diện cái nhịp thở là một chuyện đương nhiên, công thở SpO2, và chúng ta lưu ý là theo kinh nghiệm nhiều các chuyên gia Úc đó là nhịp tim. Nếu bệnh nhân đáp ứng với HNC thì trong vòng 1 giờ thì nhịp tim nó sẽ giảm về bình thường. Còn nhịp thở thì trong vòng 1 giờ, trong nhiều bệnh lý nó không thể nào giảm về được bình thường đâu. Thành ra người ta nhấn mạnh rất nhiều tới vấn đề là nhịp tim. Và lưu ý rằng đây là kỹ thuật mới, có những ưu điểm của nó, có những nhược điểm của nó. Thành ra chúng ta nếu bệnh nhân đã không đáp ứng rồi thì chúng ta mạnh dạn ta đổi sang phương pháp khác đi, đừng tốn công vô ích. Và chúng ta đã nói rồi, phải có kế hoạch hành động nếu bệnh nhân trở nặng ta phải làm như thế nào. Thành ra cần phải lưu đồ. Vấn đề nuôi dưỡng khi bệnh nhân thở HFC, đây là một ưu điểm của HFC. Tại chân nguyên tắc bệnh nhân thở CPAP, nếu mà thở CPAP liên tục thì bắt buộc đặt phải nuôi ăn tĩnh mạch hoặc đặt xong dạ dày ga vàng hoặc nhồi nhiều cháo thì đó là cả vấn đề. Thành ra đối với thở HFC, thấy rằng nếu mà thở HFC thì không tăng cái hiện tượng hít sặc và tình trạng hô hấp bệnh nhân nếu như mình tiếp tục mình cho ăn bằng đường miệng, đứa trẻ vẫn bú bình thường và không nhất thiết chúng ta phải đặt xong dạ dày nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch hay là nuôi ăn qua xong dạ dày. Là cái ưu điểm của thở HFC là chỗ đó, là giúp đứa trẻ nó thoải mái và dung nạp được tốt hơn. Vấn đề cai HFC cũng vậy, mà phải rất là linh hoạt theo từng bệnh nhân. Thì trước tiên chiến thuật là gì? Trước tiên chúng ta sẽ giảm FiO2 trước, giảm, nhưng mà đây là cái test để thử giảm thôi. Nếu mà bệnh nhân chưa tốt thì phải tăng trở lại. Và khi giảm tới mức độ nào, giảm theo hướng dẫn là giảm tới 30%, FiO2 giảm đến 10% thì mình sẽ giảm theo lưu lượng. Giảm lưu lượng giảm sao? Theo khuyến cáo là một lần từ 0,5 đến 1 lít một phút nếu bệnh nhân dung nạp được. Thì đây cũng là test thử và sai. Thành ra nếu mà không bớt thì mình tăng trở lại. Và nếu mà mình đã giảm được tới lưu lượng 2 lít một phút với FiO thấp khoảng dưới 30% mà bệnh nhân tình trạng bệnh nhân vẫn tốt thì mình có thể xem xét chuyển sang cannula mũi bình thường bệnh nhân. Và tình trạng này thì mỗi bệnh nhân có một cái vấn đề khác nhau và phải linh hoạt chỗ đó. Thành ra trên thế giới thì có rất nhiều cái lưu đồ khác nhau. Để cái này, cái hàng này là của cái nhóm tác giả người Úc, hoặc là cái nhóm này thì nó cũng có tương tự như thế. Sau khi đánh giá toàn diện bệnh nhân nếu thở chỉ FTC thì họ bắt đầu 1 với 2 lít một tí một phút, rồi sẽ đánh giá trở lại. Và nếu đánh giá trở lại thì nếu bệnh nhân mà cải thiện thì họ sẽ thử tí
10 đến 12 giờ sau đó thì họ sẽ giảm SpO2 mỗi 5% mỗi 1 đến 2 giờ cho tới khi SpO2 được 30%. Thì sau đó thì họ giảm lưu lượng 1 đến 2 lít một phút, 1 đến 2 lít cho tới khi đạt được cái mức độ thấp rồi. Thì nếu mà bệnh nhân giảm được SpO2 dưới 30%, lưu lượng chỉ 0,5 lít một ký một phút thôi đó, và không dấu hiệu siêu hấp nặng khác, thì họ sẽ tính toán tới chuyện mà cài cái HNC. Còn ngược lại, nếu không cải thiện thì họ sẽ tăng cái lưu lượng một lần là 0,2 lít một ký một phút mỗi 10 20 phút cho tới khi đạt tới 2 lít một ký một phút, và tăng SpO2 lên tới 50%. Nếu không cải thiện trong vòng 6 đến 12 giờ thì người ta sẽ tính tới chuyện thở CPAP hoặc những biện pháp điều trị khác, BiPAP hay thậm chí đặt nội khí quản, vân vân. Đây lưu đồ của bệnh lý mà chúng ta có thể tham khảo. Rồi cụ thể cái chung là như thế, trong một số bệnh lý hô hấp thì HFC thì mình sẽ sử dụng thế nào? Bệnh lý hàng đầu mà ta nói, y văn nói nhiều nhất đó là viêm tiểu phế quản ở trẻ em. Thì ta thấy rằng có nhiều nghiên cứu thấy rằng thở HFC nó hiệu quả trong việc giảm siêu hấp và cho viêm tiểu quản. Và vấn đề lưu ý thế này, rất đặc biệt là thấy rằng đứa nào thở HFC, cái lợi ích của nó mình sẽ thấy ngay trong vòng 60 đến 90 phút. Nó chìa khóa cho nó. Thật ra trong thời gian bệnh nhân thở HFC, người ta quy định trong vòng 60 giờ đầu tiên là phải theo dõi sát bệnh nhân cứ mỗi 10-15 phút. Và sau 60 phút làm đánh giá được. Còn đứa nào mà không bớt sau 60 phút thì hầu như là phải buông vũ khí thôi. Và mức độ theo có nhiều y văn thì thấy rằng mức hỗ trợ hô hấp tốt nhất đó là 2 lít một ký một phút. Tuy nhiên điều này có nhiều người còn bàn cãi. Đây một cái nghiên cứu ở trên cái BMC thì họ nghiên cứu về hiệu quả và tính an toàn HLC bệnh nhân bị viêm tiểu phế quản. Họ làm tới khảo sát trên 2.900 nghiên cứu, trong đó 23 nghiên cứu lặp lại hồi đủ tiêu chuẩn, thì thấy rằng nếu mà so sánh giữa thất bại điều trị giữa FC và oxy tiêu chuẩn oxy chuẩn thì FC tốt hơn. Rồi nếu mà so sánh với lại tỷ lệ thất bại giữa HLC và CPAP thì hai cái này thì nó giống nhau. Về tác dụng phụ của HNC và cái oxy chuẩn thì không khác biệt. Thật ra HNC nó hơn oxy chuẩn, không tác dụng phụ gì khác biệt, và tỷ lệ mà thất bại điều trị nó cũng không có khác biệt gì với thở CPAP, là người ta rất quen thuộc. Đây một số lưu đồ các bạn để biểu đồ để quý vị đồng nghiệp thấy. Chẳng hạn đây là tỷ lệ so sánh về giữa thở oxy chuẩn, oxy và oxy mát với HNC, cái tỷ lệ thất bại điều trị. Thì nó cái tỷ lệ thành công nó thiên về phía HNC hơn. Về vấn đề thở CPAP, so sánh CPAP thì nói về lý thuyết thì cái hình kim cương này nó cũng cán vào cái số 1, thì hai cái cũng xem nhau, nhưng mà nhìn thấy thì dường như nó cũng hơi dính dính về thở CPAP một chút. Đây có một nghiên cứu khác mà rất là rình rang, tên là nghiên cứu Paris. Mà mọi người nghĩ Paris chắc là nghiên cứu của Pháp, không, đây là một nghiên cứu đa trung tâm được đăng trên New England của một nhóm tác giả 17 bệnh viện ở Úc và New Zealand. Họ làm kinh hoàng luôn, họ toàn bộ làm cái này. Thì họ lấy được khoảng 1.400 trẻ bị viêm tiểu phế quản cần thở oxy, và hai nhóm bệnh nhân thở HFC 2 lít 1 ký 1 phút và nhóm oxy chuẩn. Và người ta thấy rằng nếu bệnh nhân nào mà cân bằng điều trị, trong số bệnh nhân cân bằng điều trị đó, thì nhóm thở HFC nó ít hơn cái nhóm oxy chuẩn, không khác biệt về thời gian nằm viện, thời gian oxy. Về biến chứng thì mỗi ca thì có mỗi nhóm chỉ có một ca tràn khí màng phổi và thôi. Và lưu ý rằng nếu bệnh nhân nào mà trong số bệnh nhân mà thở oxy chuẩn mà thất bại đó, thì 2/3 các trường hợp chuyển qua HNC đều có đáp ứng. Đây là sơ đồ cho thấy cái vấn đề đó, cái nguy cơ, tỷ lệ bệnh nhân thất bại điều trị giữa thở oxy lưu lượng cao và oxy chuẩn nó thấp hơn, có ý nghĩa thống kê. Và các tác giả nhóm này kết quả quan trọng đó là trong số bệnh nhân nhập viện bị viêm quản, số trẻ có điều trị HLC có tỷ lệ cần cân bạc điều trị về thất bại điều trị ít hơn nhóm trẻ được điều trị oxy chuẩn. Cái nghiên cứu rất là hoành tráng của bên Úc. Trong tạp chí hô hấp châu Âu cũng có một bài nghiên cứu về nghiên cứu ngẫu nhiên giữa so sánh HNC của bệnh nhân viêm tiểu quản, trường hợp viêm tiểu quản của kia là viêm tiểu quản nặng, thì ta thấy có kết quả rồi. Vậy ta dấn cái trường hợp viêm tiểu quản mức độ trung bình thì có hiệu quả hay không? Cái câu trả lời là mức độ trung bình thì không có bằng chứng là làm giảm nhu cầu cân bằng điều trị, đang trung bình thì thôi, chỉ có trường hợp nặng mà thôi. Rồi nói với vấn đề lưu lượng
thì môn nghiên cứu là Tramontana. Thì bây giờ nhiều tác giả sang bên Đức bây giờ họ chuộng cái liều là 2 lít/kg/phút trong viêm phế quản hơn là liều 1 lít/kg/phút trước đây, thì thấy hiệu quả tốt hơn. Chẳng hạn trong nghiên cứu Paris vừa rồi ta sử dụng 2 lít/kg/phút đó. Con số tác giả trong nhóm người làm dấu Tramontana thì họ đẩy lên cái liều là 3 lít/kg/phút thì có thành công hay không, thấy là cũng vậy à, tỷ lệ thất bại điều trị tương đương nhau mặc dù không có chẩn kiến vào phổi hay biến chứng gì hết. Thành ra không cần thiết phải đẩy lên cái liều 3 lít/kg/phút cho tốn kém làm gì, và kết luận của họ tương tự như thế. Và ở trong khoa hấp chúng tôi vừa qua thì được Úc họ tặng cho 2 cái máy và được đại học ở Royal General Hospital của bên Melbourne đó, thì cho chúng tôi 2 cái máy endoscope. Chúng tôi giai đoạn đầu chúng tôi triển khai cho trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi bị viêm quản cấp nặng mà thất bại oxy điều trị chuẩn, thì có một số tiêu chuẩn loại trừ như thế này để mà tôi cho thở thở SRC và chống chỉ định cũng tương tự như Văn. Và vấn đề trên thực hành chúng tôi thấy rằng nếu mà mình chúng tôi đợi tới cái vấn đề đây là cái các trường hợp mà điều trị mà lưu ý, trường hợp mà đợi tới thất bại với điều trị cannula chuẩn thì nhiều bệnh nhân sẽ thở SRC mà nếu chỉ định trễ quá muộn quá thì sẽ thất bại thay FC. Thật ra vì vậy chúng tôi có một cái modify một chút về vấn đề chỉ định trong dự thảo, thì chúng tôi cho cũng thở cho trường hợp viêm phế quản nặng nhưng mà điều kiện mà để mà cho thở oxy thì nó có thoáng hơn một chút, để chẳng hạn sau một giờ thở oxygen mà có lỗi lã mà nhịp thở bệnh nhân vẫn còn 60 70 một phút và SpO2 từ 92 94% chúng tôi sẽ cho thở cái này à. Và đây là điều mà chúng tôi thực hiện tại khoa hấp chúng tôi, đây là cái lưu đồ. Chúng tôi trong thời gian chúng tôi cũng lưu ý là cái thời gian đánh giá cho đầu tiên cũng cứ mỗi 10 phút phải đánh giá một lần và chốt lại đánh giá hiệu quả sau 1 giờ, sau 24 giờ. Đây bệnh nhân, một bệnh nhân thở hết oxy ha, viêm phế quản nặng ha, thở nhanh co kéo dần dần thở oxy qua cannula mỗi thông thường và thấy gắn rất là nhiều. Một bệnh nhân khác bị viêm phế quản mà chúng tôi viêm quản cấp nặng cho thở thay MDC à, mới gắn vô gì thấy đồng nghiệp thấy nó cũng còn thở co gỡ nhiều. Thở nhanh, co lõm ngực ha. Một lát gần sau thì thấy cái mặt của bệnh nhân với cái cannula mũi rất đặc biệt của thở SRC thế này. Vì thấy bệnh nhân này hoàn toàn không cần phải đặt xong dạ dày, bệnh nhân vẫn bú được bình thường. Bệnh nhân bị khó thở như thế mà bệnh nhân rất rất yên tĩnh và rất dung nạp tốt. Thở là SRC, đây là ưu điểm thở SRC. Một bệnh nhân khác, sau khi mà thở SRC, vì viêm phế quản bước đầu thở nhanh, co lõm nhiều. Sau chỉ cần 1 giờ sau đó thì thấy bớt rõ ràng. À, một giờ viêm phế quản, sau thở SRC, 1 ngày sau. Thì đây là những bước đầu mà chúng tôi thấy rằng có thể áp dụng được trong viêm phế quản. Về vùng mẫu bệnh lý thứ hai nữa mà ta nghĩ tới thở HRC đó là hen. Trên nguyên tắc đối với bệnh nhân hen ta biết rằng cơn hen rất nặng có thể nguy cấp đe dọa tính mạng, mà nếu mà bệnh nhân mà đặt nội khí quản lên nhân hen là chuyện cực chẳng đã, không ai muốn làm vì thở máy bệnh nhân này khó lắm, nhiều tai biến, nhiều biến chứng và điều trị cũng rất là khó, đòi hỏi phải những chuyên gia như cỡ thầy Nguyên, thầy Quang thì mới thở máy được về trường hợp này. Tại vì vậy người ta muốn cầu viện tới những biện pháp hỗ trợ hô hấp khác. Trong số những biện pháp điều trị hỗ trợ hô hấp mà mình có trong nhi của mình, trong y văn thế giới ta nói nhiều tới BiPAP, ở trong nhi của mình hay nói nhiều CPAP, mà ta biết là CPAP thì nó thở được dư và bản thân hen cấp nặng nó đã có ô tô bíp rồi, ô bíp cao rồi, mình cài thêm CPAP cho nguy cơ barotrauma. Và nói nhỏ thì cam rất dị ứng với thở CPAP trong viêm tiểu phế trong cái hen cấp nặng à. Hiện thời phác đồ bị dị bị nhầm hẹp bây giờ thì cho phép sở CPAP với điều kiện là chỗ đó là phải có chuyên gia và theo dõi sát à. Chứ còn mà không có khuyến cáo thở lơ tơ mơ trong trường hợp này. Thành ra vì vậy với sự hiện diện của HRC ban đầu tiên người ta muốn hy vọng, người ta có hy vọng đây giống như là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực điều trị cơn hen cấp nặng mà trong một số hội nghị quốc tế mà chúng tôi nghe người ta ví von như thế. Vậy thì trong hen cho em như thế nào? Tới giờ rất tiếc mình điều mình kỳ vọng nhưng mà ít có nghiên cứu để có được chính xác lợi ích của HRC trong hen. Chẳng hạn như có một số tác giả thì nói là trường hợp hen nguy kịch thì các thứ nó có đáp ứng, nó có cải thiện dần dần. Nhưng ta thấy đặc điểm của nó là cỡ mẫu nó không có lớn.
mà chúng ta không thể đòi hỏi cổ máu lớn, tại hen nặng, cấp nặng cho em thì đâu có nhiều. Thành ra nó kết luận của nó cũng hơi khó nha. Chẳng hạn nghiên cứu này 171 trẻ thôi thì thở HFC và CMS thì không khác biệt về thời gian nằm viện, thời gian hồi sức, chỉ số hô hấp vân vân. Sử dụng hơi dốc hay thở thở máy sau thậm chí sau châm lấn cũng tương tự, nhưng mà nhân thở HFC thời gian phải phun cái dung liên tục salbutamol nó ngắn hơn nha. Rồi nhân dân các thứ, nghĩa là cái lợi ích của nó cũng không có được rõ ràng lắm như mình mong đợi. Người ta lại so sánh hay là HFC với sợi BiPAP thì thấy rằng cái cỡ mẫu không lớn, 13 và 26 trẻ thôi, không khác biệt thời gian nhập thở, thở giúp thở, tỷ lệ thở máy, thời gian nằm viện tử vong và dung nạp tốt. Và tuy nhiên cái này là đoàn hệ mà hồi cứu mà cỡ mẫu quá ít đi ra kết luận cũng rất khó. Và có một cái nhận định chung ở trên tạp chí hô hấp châu Âu thì nói về cái vai trò này, hiện thời chỉ có một nghiên cứu về đánh giá về thở mà HNC trong cơn hen cấp ở trẻ em. Mặc dù người ta thấy rằng trên thế giới thường như là cái trend, một cái xu hướng ở đời bây giờ cái gì cũng có trend hết trơn á, thì trend ở trong cái thở cơn hen cấp nặng trẻ em đó là HFC ngày càng sử dụng, ngày càng tăng, có ý nghĩa thống kê. Thở máy ngày càng ít à, thì không biết là ít như thế nào, nhưng tới bây giờ theo cái khuyến cáo của mà hàng loạt cái tổ hội hội hồi sức cấp cứu bên Pháp vân vân, thì tới bây giờ người ta vẫn thấy rằng các chuyên gia cho rằng chưa có đủ bằng chứng để khuyến cáo là khuyến cáo sử dụng HRC trong cơn hen cấp nặng trẻ em. Là đây là cái vùng mà chúng ta cần phải khảo sát. Một bệnh lý khác đó là COVID-19, đây là cái điểm mà sáng của cái thở HFC. Người ta thấy rằng bệnh nhân COVID mà siêu hấp nặng lên thì việc đặt thử quản của mày khó lắm đó. Thành ra phải cố gắng thở thì không xâm lấn, chưa kể nhiều nơi là không có máy thở nữa đó. Thành ra vì vậy HFC coi là biện pháp hỗ trợ thay thế tốt ở trẻ mắc COVID và kể cả người lớn. Thành ra vì vậy nó được coi như phương pháp hỗ trợ hô hấp an toàn ở trẻ bị COVID, viêm phổi ở mức độ trung bình và nặng. Ở người lớn cũng tương tự như thế. Và vấn đề đặt ra thở HFC bị là lưu lượng cao, thì ban đầu tiên người ta ngại vấn đề phát tán virus, nó gây nguy cơ phát tán virus lây ra những bệnh nhân khác và cả nhân viên y tế, thì rất nhiều nghiên cứu thấy rằng nó không có nguy cơ lây truyền bệnh cho cả bệnh nhân khác và cả nhân viên y tế. Đương nhiên mình phải áp dụng những biện pháp phòng hộ căn bản. Đó, chẳng hạn như tốt thì thở trong phòng áp lực âm, còn không thì tối thiểu phải có cái bốc như thế này, hoặc là cho bệnh nhân đeo khẩu trang hoặc đeo cái mask nhỏ nhỏ thế này thì cũng được. Một lát mình hỏi thầy Nguyên ở chỗ họ sẽ cấp cứu mình làm như thế nào. Thì trong trường hợp mà thở HFC ở trẻ COVID á, ta thấy rằng HFC này có thể dành cho trẻ bị COVID-19 có ARDS nhưng mà mức độ nhẹ thôi, ta lưu ý chuyện đó, không kèm rối loạn huyết động học. Nếu có rối loạn huyết động học hay ARDS nặng thì thua và phải theo dõi sát và phải tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng chống lây truyền. Và đây là cái khuyến cáo chung của Tổ chức Y tế Thế giới, thì có thể sử dụng này chọn lọc bệnh nhân siêu hấp, thiếu oxy máu ha, và cẩn trọng lây truyền qua giọt bắn. Có thể an toàn bệnh nhân siêu cấp mức nhẹ trung bình và không tăng CO2 trong máu ha, cần theo dõi chặt chẽ và phải được chăm sóc bởi nhân viên y tế có kinh nghiệm, có khả năng đặt nội quản trong trường hợp bệnh biến nặng. Sau một thời gian ngắn theo dõi trong 1 giờ thôi, nếu thua thì mình nên tiếp tục do dự. Và trong cái ngày rất là đẹp 22/2/2022 là cái ngày Bộ Y tế ra phác đồ điều trị COVID dành cho trẻ em á, trong đó có chỉ định là thở trong trường hợp mà mức độ nặng của COVID ở trẻ em thì có thở thở máy không xâm lấn, trong đó có thở HFNC. Và quý vị đồng nghiệp có thể tìm thấy cái lưu đồ này rất là rõ ràng. À, tôi thì không có được tham gia cái này, thì chỉ xin có một số ý kiến giới thiệu các chị là trong trường hợp bệnh nhân có siêu hấp, mình xem coi có chống chỉ định thở máy không xâm nhập như không, chẳng hạn cơn ngưng thở có trong cái rối loạn huyết động, hôn mê sâu, tổn thương đa cơ quan vân vân. Nếu không có thì mình tính tới chuyện thở không xâm nhập. Và trong đó có ba cái chiêu thở CPAP, HFC, thở máy không xâm nhập, thì trong cái chiêu đó là thở oxy lưu dòng cao qua giọng mũi HFNC, thì trong đó thì người ta cũng có cái hướng dẫn đó. Chọn lưu lượng thông số ban đầu FiO2 là 60%, lưu lượng theo cân nặng như thế.
và đánh giá đáp ứng là sau 30 phút rồi được quyết định tiếp. Tôi chỉ có số ý kiến nhỏ nhỏ thôi. Thứ nhất là 30 phút thì sớm quá, 60 đến 90 phút thì mới đánh giá được. Chỉ trong trường hợp là thua thì không nói, còn đánh giá tốt thì phải 60 đến 90 phút. Cái thứ hai, hồng hào đương nhiên rồi. Một đứa mà Covid nặng tới trung bình thế này thì sau 30 phút không thể nào nhịp thở về bình thường được đâu. À, hoặc là không rút đẫm ngực, không nổi đâu. À, ta lưu ý chuyện đó. À, SpO2 thì tốt rồi. Và tùy theo đó chúng ta sẽ có điều chỉnh HFMC theo thích hợp đó. À, đây là khuyến cáo chọn lưu lượng khí theo cân nặng của bệnh nhân và như FiO2 và theo dõi đáp ứng của bệnh nhân. Và tôi lưu ý rằng theo chúng tôi thấy rằng nhịp thở về bình thường hay không rung ngực sau 30 phút là không thể. Và đây là những khuyến cáo khác. Về các bệnh lý khác mà người ta cũng trông chờ HRC có thể mang lại lợi ích thích hợp, thì thấy rằng thứ nhất là trong viêm phổi, cái gì đồng nghiệp lưu ý, cái gì cũng vậy mình cũng phải có chừng mực của nó. Đối trường hợp viêm phổi mình đá lấn sân có được không, có nghiên cứu của Christie thấy rằng áp dụng cho trường hợp sở viêm phổi CPAP với lại oxy lưu lượng đó, cho bệnh nhân viêm phổi nặng có kèm thiếu oxy máu, bệnh nhân dưới 5 tuổi, thì thấy rằng không khác biệt về kết quả về thất bại điều trị sau 1 giờ giữa HRC và thở CPAP. Tuy nhiên nghiên cứu này phải bỏ dở nửa chừng về cái nhóm mà thở oxy bình thường với tỷ lệ tử vong cao quá, thành ra ta ngưng lại, thành ra chưa có bằng chứng đối với viêm phổi, ra ta đừng áp dụng cái này cho viêm phổi. Cái hai, cho hội chứng ngưng thở lúc ngủ thì thấy rằng kết quả ban đầu thấy rằng nó cải thiện cả về chỉ số AHI cũng như tình trạng bệnh nhân, thành ra đây là một cái hứa hẹn. Tuy nhiên mua HFC về nhà thì nó cũng khó khăn quá. Hoặc là sau rút nội khí quản thì thấy rằng có cải thiện rõ rệt, hoặc là trong các trường hợp siêu hấp khác thì cái kết quả này thì nó cũng còn có nhiều cái bàn cãi khác nhau. Đã nói tóm lại thì vừa trong phần thời gian nhất định chúng tôi cung cấp với đồng nghiệp một số thông tin nhất định về cái hiệu quả về cái triển khai HFC không chỉ trong COVID-19 mà trong nhiều bệnh lý hô hấp khác nữa, để khi COVID đi rồi thì mình sẽ sử dụng tiếp máy HFC đang tràn ngập các nơi một cách hiệu quả ở trẻ em. Người ta nói rằng cái việc phát hiện HFC giống như phát kiến mà nhiều người nói giống là la là giống Eureka gì đó. Đó, mà tuy nhiên có vẫn nhiều cái điểm mà người ta vẫn còn bàn cãi này. Theo theo cái tạp chí của hồi sức đó, người ta nói rằng cái đối với HFC nó cũng giống như là một cái ly nó còn phân nửa, thì có một người mà bi quan thì khi còn phân nửa nó đã mất phân nửa rồi, đối người mà lạc quan thì ta nói là còn tới phân nửa lận. Thì HFC cũng vậy, nó có những ưu điểm của nó, có những nhược điểm của nó. Cái phần khéo léo bác sĩ trên lâm sàng chúng ta là sử dụng đúng ưu điểm của nó, mình biết nhược điểm của nó để chỉ định cho đúng lúc kịp thời, để làm sao mang lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân. Và đương nhiên còn nhiều chuyện mình phải nghiên cứu nữa. Cái phần trình bày của tôi xin được kết thúc ở đây. Xin rất cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đồng nghiệp.